Có lẽ không mấy ai xa lạ với cây lục bình, trôi lênh đênh trên các con sông, con kinh ở vùng Nam Bộ. Có những con kinh, lục bình trôi dày đặc kín mặt sông, nên một số địa phương phải dùng biện pháp phun thuốc để diệt bớt lục bình. Tuy nhiên, với nhiều người dân ở vùng biên giới huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, đặc biệt là những người Việt kiều Campodia hồi hương như chị Diễm, thì đây là nguồn nguyên liệu quan trọng, giúp họ mưu sinh, cho thu nhập hàng ngày. Nó có lục bình ký có 3.000, 4.000. Mình khô nha, ít chắc một tháng mình bán cũng được chả chịu. 3-4 triệu, không chịu gì đó. 2-3.000 ký khô tính đi. Có 2-3.000 ký à, không có nhiều đâu. Cũng vậy, không có khó gì mấy. Ngày được 200 mấy. Không, hai vợ chồng bán tươi, bơi, bơi khô. Còn em là em đi bán tư mà, em bán hơi khô. Thế đâu có này, con nhóc, cái nhóc đi học rồi tùm lúc nhân á. Một hơi một người làm không được. Như em đi làm thì con cái nhà hai coi. Còn anh này anh đi thì anh chặt ít, không được nhiều. Có nhiều người với chặt hai vợ chồng lẹ về hơn. Chứ chặt mình ảnh tới chiều tới về không. Có người ta cũng đi dắt dưa, đất lúa rồi vậy đó. Mà chưa tới vụ. Em không có học, cả em về đây mười mấy ngày rồi. Anh tủ em không học, em biết chữ Campuchia. Em biết chữ ở trên Campuchia vậy đó. Cũng có thầy cho anh chạy dạy vậy. Rồi em biết chữ chẳng hộ khẩu thì chưa mà có giấy khai sinh em để trong cái đó quốc tịch Campuchia vậy đó. Có nhưng mà có cái vụ mà hộ khẩu đâu đó là chưa, là quốc tịch Việt Nam thì như có hay gì đó. Mấy đứa con em đi học bình thường cái gì đâu, bữa cô giáo đi học bình thường, tại mình sanh ở Việt Nam thì mình có giấy cây xanh ở Việt Nam. Như mấy đứa này con em sanh ở Việt Nam nè thì có cây xanh ở Việt Nam thì cũng đi học bình thường vậy đó. Mấy đứa Việt kiều á, mấy đứa con của người Việt kiều á là nhiều người ta vẫn cho đi học giống như người địa phương cũng được đó, mà mấy người ở đây giống như cha mẹ ham làm không cho đi học, bắt đi học bằng đêm, là bằng ngày bắt mấy đứa đi bán vé số. Đi học bằng đêm là có cái kèn ở ngay trụ sở chỗ này nè, giờ người ta mới làm ra giống như một cái nhà vậy đó, như tưởng như cái nhà rồi cho thầy người ta lại, thầy cô ta dạy ngày đêm nào cũng dạy chỗ này nè, 7-8 giờ, 7 giờ mấy, 6 giờ mấy là chị lại đây là gặp rồi. Có cái nhà bự đó chỗ chuyển ấp nè, nhà chuyển ấp đây nè là chị gặp rồi, chiều bữa nào cũng đi học cho nó hết trơn. Cây vậy lên mà chặt nè, nè lá nè, vậy mình chặt, người ta lỡ đi người ta cân 20 ngàn, chục có phải không có 10 mấy ngàn. Không phải có, lọn bự lại. Bữa cô chặt nè. Nhiều mà người ta xịt thuốc nó sơn. Đi xuồng đi đó, phải kinh mà. Bữa lục bình mắc là cỡ 300, buổi à, tại cô không có làm thẳng tay làm không à. Cả chừng 5-6 lọn là được 300 ngàn. 5-6 lọn lục bình tươi vô đây là được 300 ngàn. Mới cái này 2 ngày nè, 3 bữa là bán rồi đó. Vài bữa cái cỡ 5-7 bữa từng con bán được vài triệu vậy đó. Ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, bà Sáu Đẹp là người đầu tiên cắt lục bình bán. Bà làm từ khi lục bình khô bán với giá 3.000 đồng 1 kg, đến nay giá lục bình đã tăng lên 20.000 đồng 1 kg. Ban đầu chỉ có mình bà Đẹp cắt lục bình, mang phơi khô rồi bán cho các tiểu thương. Công việc này giúp bà có nguồn thu nhập cao hơn làm ruộng và nuôi 5 người con khôn lớn. Việc cắt lục bình chỉ thực hiện vào sáng sớm hàng ngày để kịp phơi nắng, giúp lục bình không bị thâm đen. Mỗi ngày con trai bà Đẹp chỉ cắt 4 tiếng buổi sáng, sau khi phơi khô cân được khoảng hơn 20 kg. Thấy công việc của mẹ con bà Đẹp không quá khó nhọc, lại không phải bỏ vốn đầu tư chăm sóc nên nhiều người dân ở Tân Hưng cũng đã làm theo. Hồi thằng có 10 mấy tuổi mà giờ nó 35 tuổi rồi đó. Hôm nay hồi lục bình có 3 ngàn rưỡi ký. Đây từ đó giờ chắc đầu tiên hồi đó có 3 ngàn rưỡi ký thôi. Cái thằng con bó đẹp lắm, người ta khen, người ta nói trời ơi sao bó đẹp chứ vậy. Còn thấy cái lọ lục bình của con Sáu bó là con mê luôn á. Con để ngay cửa nhà đó. Nó bằng không có cộng này con đen chứ ai cũng chơi chứ. Nó bán bó quá giỏi rồi. Cô có quen từ đó rồi. Cô chặt lục bình tươi cô bán thấy nhiều quá đó. Rồi chặt bán rồi cái bắt đầu cái viết rồi người ta mua nhiều không mới cái số điện thoại vậy. Cũng đang này kia vậy đó. Đang này biết quen. Vì ta đang này đẹp. Rồi ta xuất khẩu biết cũng quen đó rồi ta mua nhiều. Cô không có biết đan, hồi đó cô lãnh gì cô đan, lần cô tháo ra tháo vô rồi. Thằng nhỏ thai nó mê, mùng 1 Tết nó cũng đi chặt luôn. Cũng đỡ, nuôi được con chục con bò. Chiến lúa, hồi đó cô chặt lục bình tươi cô bán 500 cái vậy. Trong vụ ở đây người ta chuyển đi. Cô biết sao mà cô biết gành không, tại giờ đó cô bán thì chưa có số điện thoại nha. Người ta chưa cho có điện thoại mà cô biết cái người đó bán, người mua. Cô chở xuống tới kiến tường cô bán. Thì nó nói sao tao mua của bà chặt chung bà, tại sao tao mua mắt mà bà của tôi mua người ta mua rẻ, tại mày không có cắt gốc đen, tao cắt hết cơ nè, không phải làm lục bình ai làm cũng vậy, không có vậy.
cô làm kỹ lắm. Cô bó là lúa cọng nào là cô cắt hết cọng nấy. Lục bình là con vô con thấy con không muốn mua, con cũng phải muốn mua, nó đẹp lắm. Trời, nhỏ cháu bữa mận tiền vô nè. Đội gì sao bà làm sao mà lộn mình đẹp dữ gì sao? Anh ai biết được. Thì có nhỏ nó cặp bên này nè, nó nữa. Nó đâu cũng mau biết bó cặp nó bó cái ghê nhỏ này, tao mới biết rồi, tao mới biết cắt đây, mới cắt đây ra ra bà chơi. Chúng ta có biết làm. Mì lắm, còn mì hôm đó cắt heo một buổi là 500. Nhỏ đây, mỗi 500. Bốn tuần là bán mười mấy triệu. Thằng cô đi dữ lắm, giờ cô tay cô mỏi, cô không đi ở nhà rất đường bò. Với tại mấy bữa nay thấy Lục Bình mắc lại là cô cũng chạy ở xa, xem xem cô chạy quanh năm suốt tháng. Cứ hết chỗ này con lại chỗ khác, thiếu gì chỗ cắt, con cái mình lớn rồi mình không có đi được. Ủa mà mê lắm con ơi, bốn tuần là hồi ở ngoài, còn ổng ngoài 97, ổng lên đây ổng ở ổng chơi nè. Ổng nói, tao thấy bây bán một bình gì quá trời luôn. Con bình ba đếm rồi nha, ba đếm lận từng con được 4 triệu mấy á. Từng là 14, từng là mười mấy triệu. 27 ngàn cái con tính đi. 27, 25, 26, 27, 25, 26. Từng là 4 triệu, 4 triệu mấy, 4 triệu, 4 triệu mấy, 100 ngàn. Chắc một buổi là 4 tiếng hộ à. Biết bao nhiêu ký mà cỡ 500 ngàn tiền. Hàm dữ lắm. Chưa có bán, chưa có cân, mới cân này mười, mới cân ngay 2 bữa mười. Đâu, tiền nào gần bán nữa mới bó vô để mình bó lâu để nó móc. Chặt thụ em đó đem dắt lên đó, 5 lọn đó. Bố nói thì chưa đem về. Cậu thấy là cô bỏ, cô chặt cô lửa hết trơn rồi. Cậu nào xài được cô mới chặt. Cũng hơi dài dài chút được. Cái gì cũng được. Nên ta làm, bây giờ ta cũng bớt rồi. Ta thăng cực. Mình làm là quen rồi, từ đó giờ mấy chục năm mình mê. Không có gì cực đâu, con nó quyết tâm con làm được mà. Hai người đó, hai mừng á. Thằng trai hai mừng chưa, vợ mình hai mừng. Trời ơi, trời ơi, 20 ký. Xuất xong kinh xong đang tải bên đó nè đó. Nè có kinh bự lắm hả? Đó cô mừng mười mấy mẫu, cô mừng mắc nợ nhà nước hoài, cô bán hết trơn, cô đâu có chịu thiếu nợ đâu. Cây lục bình được mọc tự nhiên trên những chỗ có nước, không cần bất kỳ một công chăm sóc nào. Đến khi cành lục bình dài khoảng trên 50 cm thì sẽ được cắt, phơi bán cho các tiểu thương, thu gom để xuất cảng sang Trung Quốc, làm các sản phẩm đan lát. Đây là công việc giúp nhiều người dân ở vùng biên giới Tân Hưng vừa có thu nhập, vừa có việc làm quanh năm. Đây là có nghề, lục bình thì chứ không có nghề gì hết trơn. Vỏ sách, bất cứ cái gì đủ loại hết trơn. Rồi đan ghế, nhũ, tùm lum thấy lên truyền hình đó. Xuất khẩu nè, bình xuất khẩu mà. Trong nước này ai mà xài nhiều. Trong Việt Nam này đâu có ai xài nhiều không? Còn ai bán xuất khẩu, không có giá thôi. Chứ còn trong Nam này là rẻ. Hồi Trung Quốc rồi đó. Đi khắp vùng ngoài á, có đi Hà Nội là nhiều. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại tỉnh Long An.